Chào mừng quý vị đã đến với kênh Rural Living Canada hay là Cuộc sống Điền Viên Canada. Canada bây giờ là mùa thu. Mỗi ngày khi đi bộ trên đường làng thì có những bầy ngỗng trời được gọi là Canada Geese bay trên trời để đi về phía nam trốn lạnh. Nhưng mà những cái con ngỗng trời này nó sẽ trở lại vào mùa xuân. Và cứ tiếp tục như thế, mùa thu thì chúng ra đi và mùa xuân chúng lại trở về. Chúng là những người như là Snowbirds, là những người ở trên xứ lạnh từ Canada đi về miền Nam để trốn lạnh. Hôm nay thì Thủy xin giới thiệu đến quý vị Siberian Ginseng và Kiwi Berry mà Thủy trồng ở trong vườn nhà. Siberian Ginseng thì Thủy trồng cũng lâu rồi. Đây là một loại nhân sâm của Siberia nên được gọi là Siberian Ginseng. Siberian Ginseng còn được gọi là Ilu the Rococus, có nguồn gốc từ Đông Nam Siberia nhưng cũng xuất hiện ở Trung Quốc, Nhật Bản và Bắc Triều Tiên. Nhân sâm Siberia mọc thành cây bụi có chiều cao từ 2 tới 7 thước và nó có nhiều nhánh, cành thì có gai, những chiếc lá màu xanh lá cây như thế này và chĩa ra như thế này. Và những cái lá chĩa ra thì nó có kích thước khác nhau nhưng chúng đều là đơn giản. Lá Siberian Ginseng có màu xanh lục và cũng rụng lá vào mùa thu. Nhưng mà bây giờ thì nó đang ra hoa để mà đậu trái gọi là Siberian Berries. Hoa của Siberian Ginseng thì quý vị thấy như này, nhỏ hơn cái quả banh mà đánh gô một chút, màu nâu đậm cho đến màu đen. Và cái mà nó sắp ra hoa còn nhỏ như thế này, còn cái mà hoa chưa có nở thì giống như thế này. Siberian Ginseng được sử dụng nhiều là cái phần rễ của nó, nhưng mà Thủy trồng lâu rồi nhưng mà chưa bao giờ đào rễ lên để sử dụng. Tại vì Thủy xài lá phơi khô làm trà, hoặc giả là vào mùa thu thì mình đi tỉa cành, tỉa nhánh, thì những cái cành, những cái nhánh đó mình cắt nhỏ ra phơi khô cũng để làm trà. Và cái công dụng của Siberian Ginseng này thì nó cũng giống như những loại nhân sâm khác, mặc dù có chứa các dược chất khác nhau. Rễ của Siberian Ginseng Thủy được biết là thu hoạch tới cuối thời kỳ sinh dưỡng, có nghĩa là vào lúc này, vào lúc mà cây nó bắt đầu đi ngủ thì đào rễ nó lên, đào những cái rễ nhánh, rễ chồi, rễ con. Còn cái rễ chánh thì vẫn để và cây vẫn tiếp tục phát triển vào năm tới khi mùa xuân đến. Ở Trung Quốc thì rễ của loại sâm này được sử dụng từ 2.000 năm trước để chống lại mệt mỏi và căng thẳng. Ở châu Âu, rễ được sử dụng từ thế kỷ 20. Nhân sâm Siberia nâng cao tiềm năng thành tích và tăng cường sự tập trung. Và hơn nữa thì sâm này nó tăng cái hệ thống miễn dịch và nó có thể là trị bệnh trầm cảm. Nhưng mà có một điều là những người cao huyết áp không nên sử dụng loại sâm này. Và Thủy mời quý vị đi dạo một vòng nơi vườn của Thủy trồng Siberian Ginseng. Thủy cũng đã hái một mớ lá rồi trước khi nó vàng rụng để mà phơi khô và làm trà. Còn nhánh thì chưa có tỉa bây giờ, có thể đợi, vì luôn luôn là nhà Thủy tỉa vào mùa xuân trước khi đâm chồi. Lúc đó thì lại chặt ra thành những cái khúc nhỏ để mà phơi khô. Và sau đây là Thủy xin giới thiệu đến quý vị Kiwi Berry. Và đây là Kiwi Berry mà Thủy mới thu hoạch được ngày hôm qua. Đây là trái Kiwi đây quý vị. Và đây là trái Kiwi. Loại này rất là hardy, có nghĩa là nó chịu lạnh rất là nhiều.
và thuộc vào một cái loại gọi là nho có nguồn gốc từ Nhật Bản, Hàn Quốc, miền Bắc Trung Quốc và vùng Viễn Đông của Nga. Nó tạo ra quả kiwi nhỏ không có lông như là những loại kiwi lớn. Trái kiwi này nó chỉ bằng cái cỡ của trái nho mà thôi. Màu nâu, màu tím, màu xanh lục với da rất là mịn, đôi khi có màu đỏ hồng nữa. Trên một cây thủy có thể có được nhiều màu khác nhau. Nó rất là ngọt và ăn luôn vỏ, không có cần phải bỏ vỏ vì vỏ rất là mỏng và da rất là mịn. Kiwi này trồng nó mọc rất là nhanh. Nó thuộc loại dây leo và có thể chịu đựng được khi nhiệt độ xuống đến -34°C, có nghĩa là khoảng -30°F. Mặc dù các chậu non có thể bị tổn thương vào mùa xuân nếu mà mùa xuân rất là lạnh, nhưng mà thường thì nếu một cái đọt bị hư thì những cái đọt khác sẽ đâm ra. Loại cây này cần có một khoảng thời gian lạnh mùa đông để mà sinh trưởng và thành công. Tuy nhiên sự đóng băng nhanh chóng có thể làm chết chồi và tách dây leo ra, nhưng mà cũng ít có xảy ra lắm. Loại kiwi này cũng có thể trồng ở những vùng ít lạnh hơn. Kiwi này có thể trồng trực tiếp vào hạt, nhưng mà Thủy thấy dâm cành thì nó lên rất là nhanh. Nhà Thủy dâm cành. Quý vị biết cây nào ra trái là cây cái và cây nào không có trái là cây đực, thì mỗi một cây đực nó đủ thụ phấn cho 5 cây cái. Cho nên mình đã biết cây nào là cây đực và cây cái thì mình cứ cắt cành. Thường thì Thủy cắt cành vào lúc này nè, cắt cành khoảng chừng 10cm thôi, cứ cắm xuống đất. Nó chịu qua suốt mùa đông và khi mùa xuân đến, nó đâm chồi, nảy lọc. Nói là nó rất là mau có trái, nhưng mà Thủy trồng Thủy thấy là khoảng từ 5-7 năm. Tại vì là xứ lạnh, cho nên khi mà có trái rồi, đó là một cái phần thưởng rất là đáng giá đó quý vị. Gia đình Thủy cứ tiếp tục trồng thêm, cũng như là trồng nho vậy đó. Loại kiwi này quý vị có thể ăn tươi hoặc có thể để đông lạnh, rất là ngon. Cũng như là những loại trái cây khác mình để đông lạnh, cũng như nho, cũng như là blueberry hay là những cái trái mâm xôi, khi để đông lạnh lấy ra ăn như là ice cream rất là ngon. Thì cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của Thủy, và hôm nay thì Thủy xin tạm ngừng ở đây. Mong rằng quý vị sẽ ủng hộ Thủy để mà Thủy có thêm tinh thần để làm tiếp những cái video khác về cuộc sống điền viên ở Canada hay là Rural Living Canada. Xin kính chào quý vị, xin hẹn với quý vị lần sau. Bye bye.